Em ra đó ở với ảnh ở Hà Nội lận. Em nói là em chuyển công tác, em chuyển công ty ra đó. Tại hồi đó là em làm công ty và em kinh doanh thêm nữa. Nói chung em phải nói dối mẹ hoàn toàn. Em để 4 tuần em mới báo. Tại 4 tuần là cái khoảng thời gian không thể bỏ bé được nữa. Em nghĩ là mẹ em cũng bắt bỏ, nhưng ai dè mẹ em không bắt bỏ. Mẹ em chỉ là không cho cưới thôi. Chắc có lẽ mẹ của mình thấy bạn đó không phù hợp với mình. Có vẻ là mẹ cũng chưa yên tâm về mối quan hệ Dạ của đúng rồi, em. chưa 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 qua chưa yên tâm nên thành ra là cũng không cho cưới. Em lúc đó nói thật chưa bao giờ có con nên thành ra cũng chả thích con nít luôn. Thực ra là mình đối diện với rất là nhiều vấn đề luôn, đúng không? Thì trong khoảng thời gian lúc mà chị ra Hà Nội là chị dưỡng thai ngoài đó luôn. Nói dưỡng thì nghe có vẻ như là cái gì đấy lắm, nhưng thật sự không hề dưỡng gì cả. Cũng không có ngán gì nhưng mà thèm gì ăn đấy. Nhưng mà thật sự ở Hà Nội là em không ăn được đồ ăn ở đó, nên em chỉ đi bộ xuống lầu và ăn bún đậu mắm tôm suốt 9 tháng 10 ngày. Ô, trời Bún ơi, đậu mắm tôm thôi, qua ngày bún đậu mắm tôm. Với là em cũng không uống sữa. Có đi khám là bác sĩ kê cho những cái viên thuốc bổ rồi uống, kết hợp ăn bún đậu mắm tôm. Nhưng mà sức khỏe thai kỳ như thế nào? Em vẫn khám định kỳ, vẫn khám định kỳ đầy Và đủ. các chỉ số đều ổn. Các chỉ số đều ổn. Em nghĩ chắc cái đó là chắc do may mắn. Cũng hên là em không có bị nghén nên thành ra cũng đỡ được một phần đó. Nhưng mà bị cái là em rất là cô đơn. Trong đầu em cứ suy nghĩ mãi, cứ mỗi ngày bụng nó càng lớn dần. Em cứ suy nghĩ mãi là vẫn tiếp tục có nên giữ hay không. Em vẫn còn có suy nghĩ như thế. Em cứ cảm giác như em không thương đứa con này. Đủ thứ suy nghĩ và em không nhớ cái khoảng tuần đó là tuần bao nhiêu để người ta đo cái độ dày của gáy. Cái ngày đó là cái ngày mà em cảm thấy thương và lo nhất. Em đang ngồi đợi thì có một cặp từ trong phòng bác sĩ ra và người ta khóc rất nhiều. Người ta ngồi kế bên em. Thì em hỏi là sao vậy chị? Em kêu bé chị có khả năng bị đau. Cái bắt đầu em thấy rất là lo. Em cực kỳ lo, em sợ con em cũng bị như thế. Cũng may mắn là vào thì con em không sao cả. Và lúc đó là cái cảm giác rõ nhất mà mình dành cho con. Dạ, lúc đó bụng lớn. Anh thì đi làm từ sáng cho tới khuya mới về, có khi đến sáng hôm sau mới về. Em cứ quanh quẩn bốn bức tường, đi xuống ăn xong rồi lại đi lên, cứ thế. Mà lúc đó em ở thời đó là đỉnh điểm của mùa rét, rất là rảnh, hoàn toàn cô đơn và khóc suốt 4 tháng đầu. 4 tháng đầu là em khóc rất nhiều. Em khóc vì nhớ nhà, em khóc vì quyết định sai lầm của mình, em khóc vì biết như vậy khi mà mới có bầu mình bỏ bé đi cho rồi. Nói thật là bây giờ em nghĩ lại là em quá ác. Mình không có làm nhưng mà mình suy nghĩ như thế là mình quá ác. Nhưng mà những diễn biến tâm lý của em lúc đó nó như vậy thì nó mới bình thường. Bởi vì rõ ràng là em không có một cái biểu hiện nào để cái việc là mình hào hứng với vai trò mới. Có nghĩa là đúng, mình nhìn lại thì mình cảm thấy tại sao mình lại suy nghĩ như thế. Có bầu được tầm 30 tuần là bắt đầu em bay vào Sài Gòn. Em nghĩ là khi sinh bé cần có người thân thì em mới vào. Nhưng mà khoảng thời gian đó thì vẫn còn gọi là trong giai đoạn xích mích với mẹ nên em ở nhà dì. Lang thang qua nhà dì 1 tháng rưỡi. Đến cái ngày em sinh em bé thì mẹ em mới xuất hiện. Cái ngày đó thì chỉ có ba em, chị gái của em và bố mẹ của anh ấy. Nhưng mà bố mẹ anh ấy khá là lớn tuổi nên thế là cũng không thể nào chạy đi giúp mình cái gì được. Em bé của em phát triển hoàn toàn bình thường, nói rất sớm, gọi ba ba, âm mẹ, cầm sách đọc linh tinh là tầm 8 đến 9 tháng. Bắt đầu 1 tuổi là đỉnh điểm là hai vợ chồng có xích mích và to tiếng với nhau lần đầu tiên. Lần đầu tiên to tiếng theo một cái kiểu mà động tay động chân luôn đó. Còn trước đó thì có to tiếng không? Chưa bao giờ. Có nghĩa là chuyện gì hai đứa cũng nói chuyện rất là bình thường. Chỉ to tiếng đúng một ngày đó thôi. Em đang bế bé trên tay, lúc đó là tầm 11 giờ đêm. Thì lúc đó bé cũng 1 tuổi. Thì bé đang khóc. Em bế bé em đưa em cho bé ngủ thì phát hiện ra chuyện không hay. Em và anh có nói chuyện và lời qua tiếng lại. Thì em mới đòi về nhà ngoại. Thì anh nói là đi đâu đi, để con ở đó, không có bồng con theo. Anh không thể nào chăm con được, ngay cả cách cho con uống sữa, pha sữa như thế nào anh còn không biết. Em về em phải mang con theo. Thì lúc đó cãi qua cãi lại thì có động tay động chân khá mạnh. Ảnh giật con từ trên tay của em, con em quơ cái đầu đập vô cửa. Thì em nghĩ vấn đề về tâm lý của con em nó bị cũng từ đấy. Có nghĩa là sau đó thì sao? Bé không nói nữa. Bé không nói, không gọi, không nói chuyện. Bé thu hẹp thế giới riêng của bé bằng một cái góc tường 90 độ. Sau đó thì em cũng buồn quá nên thành ra cũng không quan tâm nhiều đến bé. Em giao hoàn toàn cho giúp việc. Giúp việc lại mở tivi, iPad, điện thoại nhiều quá. Bé bị lặn vào thế giới riêng của bé luôn. Bé bắt đầu có những cái rối loạn của tự kỷ. Em phát hiện ra con đã có vấn đề rồi khi con bao nhiêu tháng?
Không, em phát hiện lúc 1 tuổi. Và tại vì nó không tương tác với em nữa, không tương tác với ai cả. Em ngồi kế bên, em gọi 100 tiếng cũng không nhìn nhưng em. Nhưng mà sau cái sự cố đó hay trước? Sau sự cố đó. Và bây giờ thì sao? Con 3 tuổi rưỡi à, ai cũng hỏi em cái hành trình 2 năm rưỡi như thế thì bé nói được chưa. Ai hỏi đến em mới chạnh lòng mà em không nói thôi. Tại vì đến hiện tại bây giờ bé vẫn chưa nói. Không phải hoàn toàn là không nói gì cả. Bé nói nhưng bé chỉ nói những cái bé thích, có nghĩa là số, con vật và chữ cái hết. Còn những cái từ đơn giản nhất bé có thể nói nhưng bé nhất quyết không nói. Có nghĩa là chỉ là giao tiếp song song như thế này nhưng bé không chịu. Em đi hết những trung tâm ở Sài Gòn cho đến cô giáo về tận nhà dạy. Nghe ai mắc đó ở Hải Phòng có giáo viên, em bay một mạch ra đó luôn. Em ở đó tầm 2 tháng cho bé can thiệp. Sau em lại về đây lại cũng chưa nói được. Ừ, nhưng mà thực ra các cái năng lực khác của con thì như thế nào? Hoàn toàn bình thường. Hoàn toàn bình thường, chỉ có vấn đề về ngôn ngữ thôi. Không, trước đó cũng không bình thường đâu chị ạ. Trước đó là em đi test ở bệnh viện á, thì người ta cũng nói có bé có dấu hiệu của tự kỷ. Em mới tìm hiểu thì trên mạng á, em không biết có đúng hay không, thì người ta nói tự kỷ là một cái bệnh gì đó mang theo suốt đời, không chữa được. Người ta không gọi là bệnh tự kỷ mà người ta dùng từ là hội chứng tự kỷ. Dạ. Vì ở đó nó có rất là nhiều những cái điều mà chúng ta cần phải bàn luận. Cái biến cố mà em chia sẻ nó có tham gia rất lớn vào cái gọi là cái tiến trình phát triển sau này của con. Em nói rằng là cả đời nó không hết á. Thực ra em cũng đừng bi quan như vậy. Tại vì người ta không gọi nó là bệnh nên người ta sẽ không nói về câu chuyện chữa. Mà ở đó nó sẽ là cái sự can thiệp từng bước để đứa trẻ nó phục hồi các cái năng lực một cách bình thường. Và có những ông bố bà mẹ đồng hành được với con mình trên cái chặng đường đó. Dĩ nhiên là nó dài và nó gian khó, tại vì không có chuyện gì nó dễ hết. Nhưng mà các con sau đó vẫn học hành, các con vẫn có thể thành công, các con vẫn có thể làm việc. Em hãy mạnh mẽ như em đã từng mạnh mẽ. Yeah. Em cố gắng rất nhiều. Khoảng tầm 2 năm em là một người rất là ít đọc sách. Em không thích chữ đâu. Nhưng mà bây giờ nhà em có thể nói là phải 10 mấy đến 20 quyển sách về những cậu bé VIP, những hội chứng tự kỷ rất nhiều. Em đọc hết cái này đến cái kia để lấy cái kinh nghiệm mình dạy ngược lại cho con. Và mãi sau này em mới rút ra được kinh nghiệm là con mình nó tiến bộ không phải là nhờ giáo viên mà là nhờ chính bố mẹ giao tiếp với con hàng ngày. Đúng rồi. Cái lỗi của em là em không có kinh nghiệm và em đã giao khoán hoàn toàn cho giúp việc và không có nói chuyện với bé nhiều. Em nghĩ là trong cái khoảng thời gian mà bé đang bình thường, bé cần em chơi mà em lại bơ bé đi. Nên thành ra là em nghĩ một phần đó là bé bị hạn chế tương tác với lại cha mẹ. Còn về vấn đề sức khỏe sau sinh của chị tới hiện tại bây giờ thì chị có cảm thấy khỏe trong người không? Có cảm thấy là mình bị ảnh hưởng bởi trầm cảm vì cái thời gian vừa qua? À, lúc mới sinh trầm cảm nặng lắm, mắt mờ đi rất nhiều. Có thể kém. Dạ, em ngồi đây nhưng mà em thấy chị rất mờ, em không thấy rõ. Tóc rụng, em nghĩ cái này là chắc chung chung ai cũng bị, không biết Thanh có bị không chứ chị bị rất là nhiều. Thanh rụng luôn cái chân mày. Em rụng luôn chân mày, chị không biết. Em đăng lên Facebook em hỏi mọi người ơi có ai bị rụng chân mày như em không? Đó là em đang trên đường đi thì em thấy một chiếc xe giống như xe của chồng em, cứ thế em dí theo. Thì xe hơi người ta sẽ đi một cái làn riêng của xe hơi, em bang ra cái làn đó đi luôn. Wow. Em không biết, em cứ nghĩ là ổng đi đâu vậy, mình phải theo. Mình cứ đi theo cái xe đó thôi, bất chấp làn xe, quy định giao thông gì luôn. Em thấy giống là em chạy theo thôi, em xem coi là ổng đi với ai như thế nào. Có thể là bị mất dấu. Lúc đó trên đường quốc lộ em mới nhìn coi là em đang ở đâu, nó chạy đâu tích tới Củ Chi lận. Dạ, rất là xa và em không biết đường về thì em mới gọi cho anh là anh đang ở đâu. Nói anh đang ở nhà. Thì em nghĩ em bị ảo giác mất tiêu rồi. Thực ra em nói rằng là em chấp nhận mọi chuyện bởi vì thôi kệ, nhưng mà chỉ đơn giản là em chọn một cái thái độ im lặng và bình ổn thôi, chứ thực tế trong lòng em vẫn rất là dậy sóng. Chưa một ngày nào em ngủ cho một giấc ngủ mà bình an. Thế thì bây giờ khi mình rời khỏi rồi và mình chỉ có con là cả thế giới thì có bình an hơn chưa? Em thấy khỏe hơn, em thấy được sống đúng cuộc sống của em và đúng cái tính cách của em. Em không còn phải gò ép theo một cái giờ giấc hoặc là theo một cái thức ăn hoặc là theo một cuộc sống mà hoàn toàn không phải của mình nữa. Kiểu như thế, em có thể ăn được món em thích, em ngủ lúc nào cũng được. Và con em có thể dạy theo cái cách của em. Sức khỏe em cũng tốt hơn, em không còn bị trầm cảm nữa. Trước đó em phải nhờ bác sĩ của chính cái bác sĩ mà đang điều trị cho con em hồi đấy đó. Bác sĩ nói là em nên điều trị. Em có những cái ảo giác và em có những suy nghĩ, thậm chí hồi đó em còn có suy nghĩ giết con em cơ. Em ném con em ra cửa sổ. Hoặc là bây giờ đã có người chăm con mình tốt rồi thì mình giao con mình lao đầu ra cửa sổ chết cho rồi. Thậm chí em nóng tính đến mức mà đôi khi em nhốt con em vào toilet. Em không hiểu em bị cái gì luôn, mà trong cái đó em thương con em rất nhiều.
có những cái gì đó nội tâm của em nó bị bức xúc quá và bùng nổ khi mà em gọi mãi nó không tương tác và không quay đầu với em. Em điên quá, em nhốt nó vào toilet. Sau đó thì em thấy không ổn, em lại lấy gọi bé ra và bé khóc rất nhiều. Cứ mỗi ngày như thế thì em lại đi điều trị bác sĩ và em phải uống thuốc. Mà điều đó em nghĩ không một ai biết, ngay cả mẹ em. Em luôn nói với mẹ em là em rất ổn, em yêu đời mà, em nói thế. Và ngay cả chồng cũ của em cũng nói là em ổn. Không, nói là em có cái tính rất là yêu đời nên anh rất là yên tâm. Nhưng thực sự không có đâu, em nói thế thôi nhưng em không phải như thế. Hành trình của em nó mới bắt đầu thôi. Đó là hành trình chúng ta tìm lại cái mối quan hệ giữa chúng ta với con, làm cho con trở thành một đứa trẻ đúng nghĩa với sự phát triển của nó. Chúng ta có hy vọng để làm điều đó. Vậy thì hôm nay trong một bỉm sữa nhắn gửi, chị có muốn nhắn gửi đến ai không thì hãy nhìn về phía camera. Mình xin gửi những cái lời nhắn gửi ngắn gọn nhất đến các bà mẹ bỉm sữa, hoặc là những bà mẹ đang có con là VIP, và những bà mẹ single mom như mình đây. Các bạn cứ lạc quan lên. Và dù cho là các bạn có hạnh phúc hay không trong cuộc sống gia đình riêng của các bạn, nhưng con các bạn không hề có tội. Và tương lai của con các bạn là do các bạn chịu trách nhiệm. Cố gắng lên. Xin cảm ơn câu chuyện của mẹ bỉm ngày hôm nay. Và cảm ơn lời chia sẻ của chị Tô Nhi A. Chương trình Chat với mẹ bỉm sữa của chúng ta ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Chương trình được phát sóng vào lúc 15h20 thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7.